ba cô chú anh chị và bạn trên kênh nha. Dạ cô chú ơi, dắt mẹ Hùng Nguyệt đi thăm mấy cái cần câu cắm á cô chú. Thì hồi chiều á Hùng Nguyệt mới cắm á thì mới tắm gội đầu. Rồi đầu sạch sẽ xong rồi đi thăm cô chú ơi. Mà dắt mẹ quá trời gió rồi đứng gì gió nó bay tóc lắm. Đó cho nên là không biết là nói chuyện nó có nghe rõ không cô chú, lại gió quá gió rồi cho nên là mình Hùng Nguyệt nói lớn xíu nha cô chú, cố gắng nghe giùm Hùng Nguyệt nha. Cái đèn của mình nó bị chú mình lấy đi sạc rồi cô chú, cho nên là không có đèn cỏ đập cá nữa. Có kìa, nước lớn quá cô chú cho nên là không thấy được. Cá nhỏ nó kẻ hồi luôn rồi. Ở đây còn nguyên một đất dung luôn. Về mình đổ ra. Trời gió rồi. Ở sao ở nhà nóng ghê luôn á, mà ra đây nóng luôn. Ôi, dính cá nè cô chú ơi, nhưng mà không biết cá gì nè. Nãy nó đem theo cái kẹp kẹp tóc mà cũng quên nữa. Bữa nay cái đầu gì đâu không nhớ, nhớ quên quên cô chú. Tại dịp nhiều quá mới nhớ hết được. Chiều cắm câu xong rồi về á, đây quay tắm, tắm xong mới đi liền mà chưa ăn cơm. Wow, cá gì trời, chính được em cá rô đó là cô chú. Ôi cá rô tới trên đây luôn là trời. Cô tính ra mấy cái cần của mình làm nó còn hơn cho cần mua nữa. Cái này là cá nhỏ nó rỉa chắc cá rô.
cái rô phi nhiều. Bỏ nhanh thấy ghê, mở tắm xong rồi giết ra là hâm câu. Nó rỉ hết trơn. Còn yên nguyên ngồi luôn nè cô chú. Đập mạnh với nước. Đập mạnh với nước hay đập mạnh với bờ. Hay thiệt. Vũ một cái là rớt rồi liền. Nhớ bên đây nè. Cái gì? Nhớ bên đây nè. Có bên đây nè, chịu cắt vào bên đây rồi. Cá thì ngồi đâu. Trời, dính con cá nó lo lấy cành luôn gì rồi. Thế là nước lớn quá nó chìm cái nó ai dính rồi. Chịu cắm gần dính không? Ủa chịu thấy cắm bên bụng đó cây mà. Phải không? Ừ. Cắm, nhớ cắm cho cái cây đó đó. Ừ. Chứ cây gì gà gà hả? Có, chị nó cắm mà, nó nhớ mà. Cá nó lôi luôn rồi giờ, cô chú ơi. Không có cái đèn để gọi, nó tức cái ghê luôn. Cô chú ơi, cái đèn của Hương Nguyệt á, nó bị lỏng cái nút nguồn á cô chú. Cho nên là lúc tắt lúc mở á. Ủa
ui ui cái gì lắm nè. Trời ơi, quỳ của chú ơi. Tưởng đó là con cá chê không à. Cái con này mới ăn hay sao á. Quỳ, ngày mai ra đây câu rồi đó cô chú. Cần là bên đó còn hai cần nữa nha. Một em cá rô với một em cá chê quá trời bự luôn cô chú ơi. Vậy thì sáng nay có ăn rồi, đã tốn tiền đi chợ con cá. Giờ Huỳnh sẽ đi về nha, khuya cô chú ơi, buồn ngủ quá trời luôn. Thì clip tới đây Huỳnh xin chép lại nha, Huỳnh cảm ơn bà cô chú anh chị và bạn đã xem hết video. Cả nhà cho Huỳnh xin được like, đăng ký nha. Vậy hẹn ông bà cô chú anh chị và bạn sau. Xin chào.